Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Và chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Trước hết thì cáo lỗi cùng quý vị, trong thứ 6 tuần qua Phong đã không làm live được trong cái chương trình gọi là thảo luận đặc biệt, cũng như là hôm Chủ nhật vừa rồi. Thì bởi vì ở San Jose, livestream chỉ cho một cái đường dây duy nhất ở bên YouTube thôi, Phong nên là không có làm được livestream cả YouTube lẫn Facebook. Do đó chương trình vô đề và chương trình thảo luận đặc biệt ngày thứ 6 vô đề ngày Chủ nhật đã không đến được với khán giả ở trên Facebook. Cáo lỗi cùng tất cả mọi người. Tuy nhiên tuần này thì mọi việc trở lại bình thường, vẫn là các cái chương trình thường lệ của Phong ở trên Facebook và trên YouTube. Và trong cái đề tài buổi sáng ngày hôm nay của tôi thì lại liên can cả Trung Quốc, Hoa Kỳ lẫn Việt Nam. Quý vị, trong ngày hôm nay tôi có hai bản tin tôi loan trong cái phần tin thời sự cho quý vị. Bản tin thứ nhất là Ngũ Giác Đài đã chấm dứt tất cả những cái hợp đồng và cung cấp tất cả những cái dịch vụ dành cho bất kỳ một hãng phim nào của Hoa Kỳ mà có dấu hiệu bằng chứng cho thấy họ thỏa hiệp với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và quý vị, đây là cái quyết định của Ngũ Giác Đài đưa ra, một lát tôi sẽ phân tích. Và thứ hai là tại Việt Nam thì chính quyền Hà Nội đã cho cấm cuốn phim Barbie, một cuốn phim do hãng Warner Brothers sản xuất, và cuốn phim này bị cấm bởi vì nó đã có nhấn mạnh tới cái đường lưỡi bò của Cộng sản Trung Quốc trên Biển Đông. Hai bản tin này thì nó không có liên can gì với nhau cả, nhưng cho quý vị thấy rõ là thứ nhất là Hoa Kỳ đã bắt đầu có những cái chính sách gọi là siết chặt tất cả những cái trò lợi dụng của Trung Quốc để tuyên truyền. Thứ hai là quý vị, phía Hoa Kỳ thì phát hiện và hãng Warner Brothers là hãng sản xuất cuốn phim Barbie này đó quý vị. Tuy nhiên thì cái bản tin mà kế tiếp mà tôi đưa cho quý vị đó là tuy rằng phía Hoa Kỳ đã bắt đầu phát hiện ra nhưng có vẻ hơi muộn. Hơi muộn là bởi vì nhiều hãng phim của Hoa Kỳ đã hợp tác với lại Trung Quốc và thỏa hiệp với Trung Quốc. Ngược lại thì Bắc Kinh từ những năm nay thì Bắc Kinh gần như đã lợi dụng cái môn giải trí được xem là chinh phục nhiều khán giả nhất trên thế giới để làm công cụ tuyên truyền cho họ. Và quý vị thấy những cuốn phim mà liên tục họ sản xuất hay là những cuốn phim mà của những quốc gia khác mà tới Trung Quốc sản xuất đều phải thỏa hiệp với Trung Quốc. Và đặc biệt quý vị, giới trẻ Việt Nam, giới trẻ trong Việt Nam gần như là họ không nghĩ tới vấn đề chủ quyền biển đảo. Họ chỉ thích một cuốn phim hay và cuối cùng họ rơi vào cái bẫy của Cộng sản Trung Quốc. Họ thần tượng những minh tinh tài tử của Trung Quốc. Mà những minh tinh tài tử này lại là những kẻ ủng hộ cho cái việc xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Quý vị, câu chuyện này như thế nào? Có lẽ tôi mở bản tin cho quý vị xem để quý vị thấy được rất rõ ràng về cái trò của Trung Quốc. Hai phần. Phần thứ nhất là cái trò lợi dụng cái bộ môn giải trí ăn cắp nhất thế giới để mà tuyên truyền cho họ. Và thứ hai, giới trẻ trong Việt Nam đã bị ảnh hưởng như thế nào trong suốt cả 20 năm nay và gần như 30 năm nay là họ đã lệ thuộc vào cái giới giải trí của Trung Quốc như thế nào quý vị. Đầu tiên hết là bản tin là Ngũ Giác Đài sẽ cắt bỏ những nhà sản xuất phim nào thỏa hiệp với Trung Quốc. Quý vị, Ngũ Giác Đài tức là bên Bộ Quốc phòng đó là DOD, trong thời gian gần đây đã cập nhật cho tất cả những cơ sở sản xuất truyền thông tài liệu và tuyên bố rằng họ sẽ không làm việc với bất kỳ một cái hãng phim nào mà phim của họ đáp ứng những cái lời đòi hỏi của Trung Quốc. DOD tức là Bộ Quốc phòng sẽ không cung cấp các cái việc hỗ trợ sản xuất nếu như mà họ phát hiện ra bằng chứng là việc sản xuất này đã có những cái thỏa mãn hoặc là thỏa hiệp với nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc.
dưới cái sự chỉ đạo của nhà nước nhân dân Trung Quốc hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc để kiểm duyệt các nội dung, và trong đó gần như là mang lại cái quyền lợi cho nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Đó là tập tài liệu mà đã được chia sẻ với lại tờ Epoch Times Anh ngữ. Và tập tài liệu này cho biết là các cơ sở sản xuất truyền thông, những cuốn phim, những sản xuất phim hoặc là những cái tập phim chương trình trên đài truyền hình và các cái phim tài liệu cũng như là các cái loại game điện tử. Và theo tập tài liệu này được cập nhật cho thấy, căn cứ trên cái section 1257 nằm trong cái tài khoá của đạo luật quốc phòng là National Defense Authorization Act, trong đó gần như là cái mức chi phí của Bộ Quốc phòng mà ông Joe Biden đã ký vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó thì Ngũ Giác Đài cho biết là họ đã có những cái chính sách mới và có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 28 tây tháng 6. Và trong nhiều thập niên qua thì Hollywood và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ vẫn thường xuyên có những mối quan hệ với những cuốn phim cho phép họ được thu hình các cái trại đóng quân, các cái chiến đấu cơ, các cái tàu chiến và những cái dụng cụ của lực lượng quân sự để có những cái hình ảnh tốt đẹp về những binh sĩ của họ. Và đôi lúc thì họ cũng có việc mà giúp cho Ngũ Giác Đài có thể chiêu mộ thêm. Tuy nhiên trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu gia tăng sử dụng lừa gạt cái thị trường lớn nhất của họ cho thị trường phim của Hollywood và tìm cách kiểm duyệt tất cả các phim. Trong đó gần như là họ cản trở cái quyền tự do ngôn luận và cái giá trị của người dân Hoa Kỳ và tất cả những cái giá trị này. Và trong đó họ nhắc lại cái cuốn phim Top Gun Maverick năm 2022. Và cuốn phim này thì Tom Cruise là đóng vai chính và nó là trong đó thì họ đã từng áp lực và thay đổi cái hình ảnh của lá cờ, hai lá cờ ở trên cái áo của Tom Cruise. Nhưng mà cuối cùng thì những lá cờ này đã được phục hồi ở trên phiên bản chính của cuốn phim. Và đồng thời năm 2022, một cuốn phim khác có tên là Minion, The Rise of Gru, trong đó gần như là ủng hộ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và điều này thì dân biểu Mark Green của Đảng Cộng hòa tại Tennessee, chủ tịch của Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa, đã đưa ra một bản statement vào ngày 30 tháng 6, hoan nghênh cái quyết định của Ngũ Giác Đài. Tôi rất là vui khi Ngũ Giác Đài đã đứng dậy chống lại cái sự gọi là kiểm duyệt và kiểm soát các hãng phim của Hoa Kỳ, các studio. Trong đó gần như là họ đã có những cái nghị trình chính trị và nó không nên nằm ở những cái đó không nên nằm ở trong cái cơ quan của chính quyền liên bang, và các nhà làm phim Hoa Kỳ không nên tìm cách gọi là bức hại cái quyền tự do ngôn luận và giá trị của Hoa Kỳ, và không nên sử dụng cái chiếc xe làm một cái chiếc xe tuyên truyền cho Đảng Cộng sản. Ông Green đã nói như trên, Ngũ Giác Đài cái chính sách mới của họ là một bước cần thiết và chúng ta cần phải bảo vệ chống lại cái chính sách tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc, tức là propaganda của CCP. Đây được xem là một trong những cái lời phát biểu của ông. Và trong tháng 3, ông Green đã cho giới thiệu một cái dự luật có tên gọi là Stopping Communist Regime from Engaging in Edit Now Act, gọi là SCREEN. Trong đó là nhấn mạnh vấn đề Hollywood đã tìm cách gọi là thỏa hiệp với cái trò kiểm duyệt của Trung Quốc, và nhà lập pháp của tiểu bang Tennessee đã giới thiệu dự luật này vào tháng 2 năm 2022 trong cái họp quốc hội. Và nếu nó được đưa ra bỏ phiếu thì sẽ đối phó với việc chính quyền liên bang, việc giúp cho các hãng phim Hollywood sản xuất phim hoặc là những cái sản xuất phim hợp tác với lại công ty của Trung Quốc. Ok quý vị, đó là cái bản tin đầu tiên mà chúng ta có được và cái quy tắc mới của Ngũ Giác Đài. Một lát tôi sẽ giải thích chuyện này. Và cái tin thứ hai là chính quyền Hà Nội đã cho lệnh ban cấm với cuốn phim Barbie, một cuốn phim của hãng Warner Brothers, trong đó có cái bản đồ liên quan tới Biển Đông. Và quý vị, Cộng sản Việt Nam đã ban lệnh cấm cuốn phim của hãng Warner Brothers là cuốn phim Barbie từ cái việc sản xuất nội địa, trong đó có một cái đoạn phim nói về cái hình ảnh của cái bản đồ mà trong đó cho thấy là Trung Quốc đơn phương đã xem chủ quyền Biển Đông của họ theo tường trình của giới truyền thông đưa ra. Cuốn phim này nó đã đưa ra cái hình ảnh của đường lưỡi bò của Trung Quốc được sử dụng trong các cái bản đồ của Trung Quốc, và nó gần như là nó là chủ quyền của Biển Đông là thuộc về Trung Quốc, một điều mà phía Việt Nam đã cho rằng là có những cái hành động tuyên truyền. Và Barbie là cuốn phim mới nhất đã bị ban cấm tại Việt Nam sau khi mà có liên quan tới cái tranh cãi về đường lưỡi bò, và tiếp theo sau cái phán quyết ở tòa án ở La Hay năm 2016 mà Trung Quốc đã bác bỏ cái phán quyết này. Năm 2019 thì Cộng sản Việt Nam cũng đã xóa bỏ một cuốn phim
của hãng DreamWorks, một cuốn phim hoạt họa có tên là Abominable. Trong đó vào năm ngoái cũng ban cấm một cuốn phim của hãng Sony là Uncharted với cùng một lý do. Và Netflix cũng đã xóa bỏ một cuốn phim gián điệp của Úc có tên gọi là Pie Gap năm 2021. Barbie với lại cuốn phim này với ngôi sao là Margot Robbie và Ryan Gosling là trong đó gần như sẽ được trình chiếu chính thức vào ngày 21 tây tháng 7 tại Việt Nam, cùng ngày trình chiếu tại Hoa Kỳ. Đó là cái bản báo cáo mới nhất. Quý vị, hai bản tin này cho chúng ta thấy rõ ràng hai điều. Điều thứ nhất là Cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây, họ đã lợi dụng cái thị trường lớn nhất của họ về điện ảnh và về giải trí, thể thao, để mà họ uy hiếp các hãng phim Hollywood. Và một trong những hãng phim thỏa hiệp mạnh mẽ nhất với họ, với lại Trung Quốc cho tới giờ phút này chính là hãng Walt Disney. Quý vị thấy hãng Walt Disney là cái hãng mà vừa ra cuốn phim Mulan đó, là tức là Mộc Lan đó quý vị, mà Lưu Diệc Phi đóng vai chánh. Cuốn phim này quý vị, nó được quay ngay tại Tân Cương. Và bên Hoa Kỳ đã nghi ngờ cuốn phim này đã sử dụng cái nguồn lao động bị cưỡng bức ở Tân Cương đóng góp trong cuốn phim này. Thì quý vị, trong những năm gần đây, Bắc Kinh, tại vì nếu mà nói là thị trường lớn hàng thứ hai trên thế giới, là Trung Quốc là thị trường lớn hàng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Nhưng riêng với kỹ nghệ điện ảnh, thì Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới. Có thể nói là 1.4 tỷ dân Trung Quốc là cái thị trường lớn nhất thế giới cho ngành điện ảnh. Do đó quý vị, Trung Quốc đã sử dụng cái tư thế này buộc tất cả những hãng phim của Hollywood và buộc tất cả những giới điều hành thể thao của Hoa Kỳ là phải tôn trọng cái quy tắc của Cộng sản Trung Quốc và tuyên truyền quảng bá cho Cộng sản Trung Quốc. Trong đó, quý vị, không phải cuốn phim mà Đường Lưỡi Bò này lần đầu tiên đâu, mà trong đó có nhiều cuốn phim rồi. Nhiều cuốn phim của Trung Quốc thực hiện đã claim cái Đường Lưỡi Bò là của Trung Quốc. Và nhiều minh tinh tài tử của Trung Quốc đã bị áp đặt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc phải lên tiếng ủng hộ cho Đường Lưỡi Bò. Trong đó có rất nhiều những minh tinh tài tử là thần tượng của giới trẻ Việt Nam. Quý vị, Bắc Kinh đã không từ bỏ bất kỳ một cái thủ đoạn nào để mà tuyên truyền quảng bá cho họ, đặc biệt là cái tình hình trên Biển Đông, nơi mà có cái quần đảo tranh chấp ở Trường Sa. Ai cũng biết Hoàng Sa, Trường Sa vốn thuộc về Việt Nam. Nó có từ cái thế kỷ thứ 17 rồi quý vị. Tức là trước khi người Pháp đặt chân vào Việt Nam. Và sau đó chúng ta đã có đầy đủ tài liệu chứng minh lịch sử về sự hiện diện của người Việt Nam trên tất cả các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng quý vị, bây giờ Trường Sa đã trở thành cái quần đảo bị tranh chấp, một năm quốc gia một vùng lãnh thổ, rồi Hoàng Sa bị Trung Quốc cưỡng chiếm một cách bất hợp pháp năm 1974. Thì quý vị, bây giờ Trung Quốc lại tiếp tục những cái trò này. Thì quý vị thấy Ngũ Giác Đài bây giờ đã ra cái quy tắc mới. Tại vì xưa nay quý vị, các hãng phim của Hollywood trước khi mà cái phong trào 3D, tức là vẽ bằng 3D ra đời đó, thì hầu hết tất cả các hãng phim của Hoa Kỳ đều có hợp đồng, những hãng phim lớn đều có hợp đồng với giới quân sự của Hoa Kỳ. Trong đó họ có trách nhiệm là phải vẽ lên một cái hình ảnh tích cực cho người lính của Hoa Kỳ. Để đổi lại, họ có quyền sử dụng một số những cái vị trí, những cái tài sản của bên Bộ Quốc phòng. Trong đó có những chiến đấu cơ gọi là top nhất của Hoa Kỳ, có những chiếc tàu chiến gọi là đứng đầu của Hoa Kỳ, kể cả hàng không mẫu hạm, rồi kể cả những cái trại đóng quân của Hoa Kỳ ở nhiều nơi, bao gồm không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà kể cả ở những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ nữa. Thì các hãng phim của Hollywood đều được cái quyền sử dụng, và đổi lại thì theo hợp đồng, mỗi một năm ít nhất họ có những cuốn phim nói về thân phận của người lính Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây là hợp đồng nhiều năm trước khi mà 3D ra đời. Sau khi 3D ra đời, tức là bắt đầu vẽ bằng hệ thống 3D đó, thì quý vị, các hãng phim Hollywood đã giảm dần cái việc mà thuê mướn và vay mượn các cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ. Họ sử dụng cái hệ thống 3D vẽ những cái hình giống như thật, giống như là những cái cảnh thật vậy, để mà bù đắp lại cái phần chi phí đó. Thì quý vị, những hãng phim này bắt đầu ngó qua thị trường Trung Quốc và họ sử dụng hai phần. Thứ nhất là nguồn nhân công tại Trung Quốc. Thứ hai là cái thị trường tiêu thụ của Trung Quốc. Nguồn nhân công thì quý vị, cuốn phim Avatar 1 của James Cameron đó quý vị,
là cuốn phim mà bây giờ mới ra cái cuốn 2 mới quảng cáo sùm đây nè quý vị. Thì James Cameron làm cuốn phim Avatar đó quý vị, 65% cái giai đoạn mà tạo hình nhân vật và vẽ hình nhân vật, điêu khắc hình nhân vật và bối cảnh đều nằm ở Trung Quốc. 35% còn lại họ mới master, mà họ mới mastering tại Hoa Kỳ. Tức là họ tổng kết tất cả những cái đó lại và dựng thành cuốn phim ở Hoa Kỳ. Nhưng cái raw material, tức là tạo hình cho nhân vật, cho tới điêu khắc nhân vật, dựng ra những cái bối cảnh đều nằm ở Trung Quốc hết. Rồi hãng Walt Disney cũng vậy. Hãng Walt Disney gần như bây giờ quý vị, 40% cái sản xuất của họ nằm ở Trung Quốc. Nó điều này nó gây hai cái trở ngại. Thứ nhất là cái lực lượng artist, tức là cái lực lượng mà của những người nghệ nhân sau ống kính đó, mất việc làm. Và quý vị thấy bây giờ những người viết script và kể cả sắp sửa tới tài tử minh tinh sẽ biểu tình ở Hollywood nè, đình công, vì họ đã bị mất đi việc làm, vì họ đã bị gọi là lương trả không cao, đại khái như vậy. Thì quý vị, cái nhóm viết script vẫn đang đình công. Rồi bây giờ sắp sửa tới cái nghiệp đoàn tài tử minh tinh cũng sẽ đình công luôn. Là bởi vì những hãng lớn như là Sony, Sony Pictures, Columbia Pictures, rồi Universal, rồi Walt Disney. Tất cả những hãng phim này đều mướn công nhân của Trung Quốc và đặt cái hệ thống gọi là editing và đáp nối hoặc là vẽ những cái 3D ở Trung Quốc. Rồi họ mới mang về Mỹ cái phần còn lại để họ mastering, tức là họ final lại bằng cái hệ thống bên Mỹ thôi. Tại vì Trung Quốc giá rẻ. Trung Quốc giá rẻ, còn họ đưa về Mỹ, họ kiểm soát về vấn đề gọi là quality, phẩm chất. Thì quý vị, điều này nó ảnh hưởng cả Hollywood. Nhưng điều đó không quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái hệ thống tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những hãng phim đều phải thỏa hiệp với Cộng sản Trung Quốc. Nếu như không, họ sẽ bị cấm cửa giống như cuốn phim Top Gun. Quý vị, cuốn phim Top Gun đã bị áp lực. Lúc đó nó đòi tháo cái logo hình cờ Đài Loan trên cái vai, trong cái áo của Tom Cruise. Và hãng phim đã làm. Họ muốn thỏa hiệp đó. Nhưng cuối cùng chính Tom Cruise là người nói không thể thỏa hiệp được. Làm vậy sẽ hư cuốn phim. Và nó là cái ID cuốn Top Gun nổi tiếng từ năm 1986, bây giờ được tái dựng trở lại. Nó có nhiều sự tranh cãi. Thì cuối cùng quý vị, hãng phim quyết định là duy trì lại, tức là giữ lại cái phiên bản mà có cái logo hình của cờ Đài Loan. Thì cuối cùng quý vị, Cộng sản Trung Quốc cấm cửa không cho chiếu cuốn phim này ở Trung Quốc. Thì quý vị, nhưng mà cuối cùng Top Gun trở thành cuốn phim ăn khách nhất không cần thị trường Trung Quốc. Đây là một cái chứng minh tốt nhất cho thấy không có thị trường Trung Quốc thì các hãng phim vẫn kiếm lợi nhuận khổng lồ. Cuốn Top Gun không được chiếu ở Trung Quốc nhưng nó vẫn nằm trong top box office. Tức là những cuốn phim đắt khách nhất và lợi nhuận thâu nhiều nhất. Thì quý vị, cái này chứng minh cho thấy không cần Trung Quốc vẫn có thể thu lợi được. Nhưng vấn đề ở chỗ là các hãng phim này vẫn còn quá tham lam. Từ Walt Disney cho tới Universal, cho tới Columbia Pictures, rồi Sony Pictures đều thỏa hiệp với Cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, lần này Ngũ Giác Đài đã đưa ra một chính sách cứng rắn mà tôi cho rằng đây là một cái điều tích cực. Phải cấm cửa tất cả những hãng phim nào mà thỏa hiệp với nhà nước Cộng sản Trung Quốc và có bằng chứng họ thỏa hiệp. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái thách thức của Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ bị giảm đi cái mức độ tuyên truyền của họ sau khi mà phía Ngũ Giác Đài đã đưa ra điều này. Đó là cái điều thứ nhất mà tôi giải thích cho quý vị hiểu rõ về cái kỹ nghệ điện ảnh ở tại Hollywood. Gần như là không những là bên Hollywood mà kể cả quý vị, cái ngành thể thao giải trí và NBA đó, tức là bóng rổ đó. Quý vị, 100 cầu thủ bóng rổ, 98 cầu thủ bóng rổ giữ im lặng. Díp cái miệng lại hết. Tại vì sao? Họ nhờ vào cái hệ thống quảng cáo ở Trung Quốc. Họ kiếm rất nhiều tiền nhờ những cái công ty quảng cáo ở Trung Quốc. Do đó họ không dám lên tiếng chỉ trích bất kỳ một điều gì. Ai mà lên chỉ tiếng chỉ trích là nó cô lập ngay.
Thì quý vị, thể thao, giải trí đều bị Trung Quốc thao túng và khống chế. Của Mỹ đó quý vị, tôi không nói nước khác, ngay tại Mỹ đó. Bây giờ Ngũ Giác Đài đưa ra cái chính sách này, tôi hy vọng nó sẽ là một cái làn sóng lớn để chấm dứt tình trạng Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách thao túng cái kỹ nghệ chinh phục đám đông nhiều nhất ở Hoa Kỳ, giải trí và thể thao. Ok các bạn, đó là cái phần thứ nhất mà tôi giải thích cho các bạn thấy rõ là Trung Quốc đã thao túng như thế nào. Bây giờ bước qua phần thứ hai, Hà Nội đã cho lệnh ban cấm cuốn phim của hãng Warner Brothers, cuốn Barbie. Thì các bạn, không phải là cuốn phim này, cuốn phim đầu tiên, họ cũng đã nhắc lại một số những cái phim đã bị cấm chiếu, trong đó có cả phim Trung Quốc, có cả phim của Mỹ, mà liên can tới cái đường lưỡi bò, liên can tới cái chủ quyền. Thì các vị, lệnh cấm này đối với tôi nó là điều tốt, nhưng trên thực tế thì chính Cộng sản Việt Nam đã mở đường và bây giờ họ cưỡng lại không được. Trước đây quý vị, cái cục điện ảnh Cộng sản Việt Nam đó nó sợ mất ghế, do đó những cuốn phim sản xuất từ Việt Nam á nó bị kiểm duyệt gay gắt, trừ những cái phim hài rẻ tiền vô thưởng vô phạt nó cho qua. Còn những cuốn phim có nội dung mà nghiêm túc, đàng hoàng, mà có một cái chủ đích chiều sâu đó quý vị, thì sẽ bị nó soi đèn từ trên xuống dưới. Nó soi đèn từ trên xuống dưới, nó tìm từng câu đối thoại, nó tìm từng cái scene để mà nó gây khó dễ cho những cái người sản xuất phim ở Việt Nam. Do đó quý vị thấy tình hình phim của Việt Nam toàn là ba cái phim hài rẻ tiền không à, chứ không có một cái phim nghiêm túc, một cái phim nghiêm túc đàng hoàng để nói về một cái chủ đề nào đó, là bởi vì cái cục điện ảnh nó sợ mất ghế. Thì quý vị, bên cạnh cái việc mà nó siết chặt, nó bóp nghẹt luôn cả cái giới điện ảnh ở Việt Nam đó, thì ngược lại quý vị, 10 phim Trung Quốc nó cấp giấy phép hết 10 phim, từ phim chiếu trên truyền hình cho tới phim chiếu trên rạp. Không những là nó cấp giấy phép, nó còn ưu đãi cho chiếu những cái giờ ngon nhất nữa. Kết quả trong 20 năm nay, gần như là giới trẻ Việt Nam chạy theo các minh tinh tài tử của Trung Quốc. Quý vị nhớ cái thời thập niên 90 2000 không? Là phim điện ảnh của Hồng Kông vẫn vẫn là thống trị của Á Châu. Phim điện ảnh Hồng Kông người ta có nhiều nhất. Rồi sau đó tới phim phim của Đại Hàn. Nhưng mà quý vị, chưa chắc giới trẻ Việt Nam họ thần tượng K-pop đó, nhưng mà chưa chắc họ nhớ được tên của tài tử Nam Hàn. Nhưng mà bây giờ quý vị kêu họ đọc tên tài tử Trung Quốc, từ Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng cho tới những nam thần mỹ đảm của Trung Quốc là họ thuộc lậu hết luôn. Là bởi vì chính cái cục điện ảnh đó, nó cái gì của Trung Quốc là nó không cần biết có cái gì hết, là nó cấp giấy phép ngay. Và đôi lúc quý vị thấy đó, có tình trạng nó dựng phim về đường lưỡi bò đó, nó lọt vô, nó chiếu trong thị trường Việt Nam hết mấy ngày rồi mới phát hiện ra, mới lật đật rút lại. Tại vì cái cục điện ảnh này, cái đám ở trong đây đó, cái an toàn của nó, cái gì đến từ Trung Quốc là cứ việc cho giấy phép, cái gì đến từ Mỹ là siết hết thì là an toàn nhất, nó không mất ghế. Do đó quý vị, phim của Trung Quốc nó tràn ngập từ ở truyền hình, YouTube cho tới kể cả trên rạp. Bây giờ bộ chính trị hay là Hà Nội có ban lệnh cấm cuốn phim Barbie của Hoa Kỳ đi, vì có liên quan tới đường lưỡi bò đi quý vị, là bởi vì nó soi kỹ trước khi mà nó được chiếu. Còn phim của Trung Quốc nó đâu có soi, cứ thấy là phim từ Trung Quốc mà là nó thấy an toàn rồi là nó cho giấy phép luôn. Thì quý vị mới thấy những cái cuốn phim mà nó lọt ra, cái phim của cái gì, của Ngô Kinh á, cái phim mà cái Đặng Chót mà nó nói rằng ở South China Sea, tức là ở Biển Đông đó, đây là chủ quyền của Trung Quốc đó, nó được chiếu ở Việt Nam cả tuần lễ rồi mới phát hiện ra đó, mới lật đật ngưng lại đó. Là bởi vì quý vị, những cuốn phim này nếu mà nó có cái mác từ Trung Quốc là cục điện ảnh không dám đụng vô, phải cấp giấy phép toàn diện, không kiểm tra nội dung luôn, cho tới khi phát hiện những điều này nó mới lật đật lên nó chữa cháy. Và cuối cùng kết quả của cái này là gì? Giới trẻ trong Việt Nam nó đi thần tượng toàn tài tử minh tinh của Trung Quốc, toàn là tài tử minh tinh của Trung Quốc đó. Quý vị thấy vừa rồi cái giải Cannes xong, cái giải Cannes ở bên Pháp đó, nó liên tục đưa hình của Phạm Băng Băng, của Lý Băng Băng, của những người này không à.
Quý vị có thấy tụi nó tụi tụi trẻ trong Việt Nam nó đưa hình của những ngôi sao khác không? Những ngôi sao nổi tiếng của những quốc gia khác không? Ấn Độ cũng có những ngôi sao gửi tới. Nam Hàn cũng có những ngôi sao gửi tới. Nhật Bản cũng có những ngôi sao gửi tới. Nhưng mà báo chí trong Việt Nam và kể cả cái mạng xã hội Việt Nam nó đưa tin toàn là tài tử của Trung Quốc không? Là bởi vì từ nhỏ tới lớn nó toàn coi phim Trung Quốc không? Nó thuộc sử Trung Quốc còn nhiều hơn cả sử Việt Nam nữa. Do đó quý vị, tuy rằng Hoa Kỳ phát hiện, nhưng mà ở Việt Nam thì quá muộn rồi. Gần như giới trẻ trong Việt Nam, nó không còn nhớ tới tên tài tử Hồng Kông, Đài Loan đâu. Nó chỉ biết tài tử của Trung Quốc mà thôi. Còn tài tử Đài Loan, Hồng Kông nào mà qua Trung Quốc đóng phim á, thì nó mới biết tới. Còn mà không ở Trung Quốc đóng phim đó, là coi như từ từ biến mất luôn. Quý vị, đây là cái thực tế. Và không những là trên cái kỹ nghệ giải trí phim ảnh, mà ngay cả trên cái hệ thống game, toàn là game của Trung Quốc không. Quý vị kiếm được bao nhiêu cái game của Nhật, trong khi người Nhật là thống trị về ngành game đó, ở trên thế giới đó. Nhưng ở Việt Nam có được bao nhiêu cái game của Nhật được vào thị trường Việt Nam đây? Game của Nhật, của Mỹ mà vào thị trường Việt Nam đó, thì cái bộ thông tin và truyền thông nó siết tận cổ. Cuối cùng là gì quý vị? Toàn là game ở Trung Quốc không? 12, 13 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi ngồi xuống chơi game là toàn là game Trung Quốc không? Thì quý vị, cuối cùng là gì? Nó tẩy não hết cái đám trẻ Việt Nam. Nó tẩy não hết cái đám trẻ Việt Nam luôn. Chống cộng sản Trung Quốc thì nó vẫn lên tiếng nó chống, nhưng mà nó ủng hộ hết mình cho minh tinh tài tử của Trung Quốc. Quý vị, đây là thực tế. Bây giờ có cấm cái phim mà Barbie này thì Hà Nội cũng phải nhìn rõ cái cục diện. Chính cái cục điện ảnh đã mở đường cho phim Trung Quốc tuyên truyền ở Việt Nam. Không ai khác hết. Chính cục điện ảnh và những tên đảng viên trong cục điện ảnh đó, nó mở đường. Nó mở đường cho Trung Quốc xâm nhập thị trường Việt Nam. Cái gì mà liên can tới ngoại quốc á, là trừ khi nó là Mỹ thôi, là nó soi đèn thôi. Nam Hàn nó soi đèn thôi. Trung Quốc nó không có soi. Do đó quý vị, cái văn hóa ở trong Việt Nam bây giờ nó gọi là cái văn hóa thập cẩm là như vậy. Tại vì sao? Nó không gánh trách nhiệm nhiều. Phim của nước khác sản xuất mà. Còn phim người Việt ở trong nước mà sản xuất đó, bây giờ quý vị thấy toàn là phim hài rẻ tiền không? Chửi thề, chửi tục không? Chứ có một cái phim nào được nghiêm túc, đàng hoàng, nói về chiều sâu đâu. Tại vì nếu mình duyệt cho những cái phim này mà lỡ có gì một cái là nó mất ghế. Chẳng thà nó cho phim chửi tục, chửi thề, chửi bậy lên trên màn hình. Chứ những cái phim mà đàng hoàng đã đâu ra đó mà phản ảnh về cái tiêu cực của xã hội đó là nó giấu, là nó cấm liền, nó không cho chiếu. Nó cấm liền, nó không cho chiếu. Cho nên bây giờ quý vị, giới trẻ trong Việt Nam cứ nghĩ là mấy cái ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của Việt Nam. Mở miệng ra là chửi, tôi thiệt tôi còn không dám nói luôn. Phim nào mở mở miệng ra cũng chửi thề hết. Mà nó ca ngợi đến lăng xê tùm lum hết. Cái đó có vi phạm thuần phong mỹ tục không? Yes. Nhưng nó có cấm không? Không có. Còn những cái phim nghiêm túc, hở chút đó nó là vi phạm thuần phong mỹ tục. Phim này là một cái không phản ảnh thực tế cuộc sống của Việt Nam, bla bla bla, nó cấm mẹ nó hết. Và cuối cùng đám trẻ này chạy đi kiếm tài tử của Trung Quốc, tài tử Nam Hàn, tài tử của Ấn Độ. Đó quý vị, Blackpink trình diễn tại Việt Nam đó. Là bây giờ vé không có mà bán đó. K-pop. Bây giờ đám nghệ sĩ Việt Nam ngồi đó ganh tị. Tại sao mà K-pop đó, và Blackpink tới Việt Nam đó, mười mấy 20.000 người, còn mình kiếm 1-2.000 khán giả không ra. Họ không biết cái gốc nằm ở đâu. Cái gốc nằm ở cái thể chế cai trị và cái chính sách của nó và những tên đảng viên ở trong đó. Cuối cùng quý vị, đám trẻ Việt Nam bây giờ ngu ngu ngơ ngơ, không biết đường mà đi. Hỏi tới lịch sử Việt Nam, Trần Ích Tắc lại không biết. Lý Thường Kiệt lại không biết, nhưng mà hỏi tới Lữ Bố, Tào Tháo, hỏi tới Càn Long nó biết liền.
Quý vị, đây là thực tế. Do đó, gần như là đám trẻ Việt Nam dính bẫy hết rồi. Nó thuộc cái lịch sử của Trung Quốc còn nhiều hơn là lịch sử Việt Nam nữa. Nó nhìn hình ảnh của Thượng Hải, của Quảng Châu, của Thẩm Quyến, nó còn quen thuộc hơn cái hình ảnh mà nó đi hàng ngày ở Sài Gòn nữa. Quý vị, đây chính là thực tế. Và tôi cho quý vị thấy là trong Việt Nam bây giờ, cái chính sách của những kẻ cai trị, nó đẩy giới trẻ Việt Nam vào cái con đường này. Không có sự sáng tạo, chạy theo cái chủ trương, chạy theo cái văn hóa nước ngoài. Nó biến cái văn hóa nước ngoài hội nhập vào Việt Nam thành một thứ văn hóa hỗn tạp. Và nó đang diễn ra mỗi ngày tại Việt Nam đó. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích về cái lĩnh vực và gọi là giải trí điện ảnh và cái cuốn phim Barbie bị cấm ở Việt Nam. Thật sự, nó có ảnh hưởng hay không thì quý vị có cảm nhận được. Cái này tôi chỉ giải thích trên cái tinh thần gọi là chủ quan của tôi mà thôi. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!